tôi xin giới thiệu với các bạn mẫu Takamine TDP 481 AC SBB là Sunbird Blue. Mẫu này thì nó có cái hệ pickup là Kunchup CTP3 chạy bóng dạng 12X7 là mới nhất luôn. Và toàn thân của con này nó đều là gỗ flame apple cho cái sound của nó rất là sáng và tươi. Với cái mặt neck là ebony thì nó giúp cho cái tiếng rất là gọn. Và sau đây mình xin thử cho các bạn tiếng cái này. Đẹp quá, cái này quá tuyệt vời luôn. Ôi giời, khảm kiếp cái thứ quá vàng chóe luôn, mới long lanh. Xem mình xin thử tiếng cho các bạn. Thì lúc nào cái cần của nó rất là thấp nên các bạn đánh gần như giống như guitar điện. Đấy, rất là dễ. Ở trong ấy ngựa cao tếu luôn. Đầy ngựa luôn, tha hồ hạ luôn. Mặc dù thế này đã là quá thấp rồi, nó gần như là đèn điện. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video lần tiếp theo ạ. Một cái đàn quá thật tuyệt vời, hãy mua nhanh khi còn có thể.